danh sách 7 cựu sếp của ngân hàng SCB bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức, đơn vị liên quan. Danh sách 7 người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Chi Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Sung Henry Kajian, thành viên Hội đồng Quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Ly Giorgio, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Trước đó, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can trên về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn, không rõ tung tích. Hôm nay 30 tháng 9, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.